Beautiful. Rồi thả cá đây là thật. Rồi nhông đi đi. Pháp danh Quảng An hưởng thọ 65 tuổi, lâm chung ngày 27 tháng 3 năm Tân Sửu. Hưởng linh Nguyễn Thị Mua, pháp danh Như Định Quân, sinh 1931, lâm chung ngày 8 tháng 4 năm Tân Sửu, hưởng thọ 90 tuổi. Hưởng linh Lê Thị Vị, pháp danh nhà Như Sáng Quân, sinh Tân Sửu, lâm chung ngày 12 tháng 10 năm Đinh Dậu, hưởng dương 57 tuổi. Hưởng linh Nguyễn Mạnh Quân Tuân, lâm chung quân sinh Nhâm Tức, lâm chung ngày 26 tháng 6 năm Đinh Dậu, hưởng dương 36 tuổi. Được xin thủy tán nơi sông này, xin kêu vị thủy thần nơi đây chứng minh gia hộ. Thường là mình phóng sanh đó cả nhà. Mình đến bờ sông rồi thì mình làm lễ chừng thường con mới tụi con làm chừng 1-2 phút là tụi con thả thôi cả nha. À chứ không để lâu quá, để lâu quá tại nhiệt. Có bự bự vô đây luôn được không? Dạ được, nhưng mà phải chăm nước thêm. Đúng rồi. Để hôm nay nó thiếu oxy nó chết, cái chép phải gọng gãi đi Phật. Chép bầu quá đi Phật. À, Di Đà Phật, nhờ công đức phóng sanh mà chúng con thoát khỏi được cái dũng lầy này cả nhà. Cả nhà thấy khi xe mà bị lún xuống đây không có đường ra luôn cả nhà thấy không? Nè, một chiếc xe tải đã lọt xuống cái dũng lầy luôn cả nhà. Mọi người có nên chăm chỉ đi phóng sanh. Bây giờ nãy á, là trả cho Di Phật cá chép này là Di Phật nói 350 à. 350 tiền cá chép đúng không? Rồi cảm ơn nhiều. Rồi bên đây cá của gì là nhiêu? Của em là hết 1.340.000. Rồi chị 340.000 rồi, Di Đà Phật là còn thiếu nhiêu? À cái này là 1.1 này anh. 1.1 phải không cả nhà là thấy không? Là còn thiếu 230.000, 240.000 nữa. Rồi. Bây giờ là thấy không, đi mua giùm phải bù tiền không Di Phật? Rồi, giờ để con bù tiền thêm nha. Có cái gì chuyển tiền ít quá con nhận không đủ tiền để mà con đắp vô luôn á. Điện thoại anh đánh bạc vậy. À, thưa quý vị quan hỷ, mốt có lần sau cái chuyển tài khoản con thì cái chuyển nhiều nhiều giùm ma ơn, vô cùng biết ơn. Chuyển ít quá con phải bù tiền nè. Con phải bù tiền, để đi thả mất công con phải bù tiền. Đúng rồi, phải tiền trả tiền xe nữa kìa. À. Nè, còn thiếu nhiêu nữa vậy Phật? À 340. À. À 1 triệu 340 đúng không? Thấy không? Rồi đủ anh ha. Rồi con cảm ơn. Rồi em cảm ơn nhiều nhé. Rồi vừa làm cho niệm Phật nha. Dạ. Rồi bán niệm Phật, dạ, dạ. Đổi nghề đi. Dạ, em làm năm 2 năm em nghỉ rồi. Trời ơi, biết sống đến bi sống đến nghề. Dạ. Đi sống đến đến 11 2 giờ mà hẹn tới 1 2 năm dữ vậy. Đâu? À, đổi vậy thôi chứ mình có khi nào. Chiều nay đổi liền đi. Anh ơi, anh cầm cái này giùm em sợ anh bệnh xe. Không phải. Cẩn thận nha, cái chừng này đi. Rồi, để đến đây đến chỗ khô này vô. Em sợ bệnh xe. Rồi cảm ơn. Con ớt nữa nha, cái chừng quên ớt nha. Rồi bà con cô bác nào có muốn con phóng sanh thì gửi tiền cho con nha. Chuyển khoản trực tiếp con nhận hết. Ai gì đẹp thật. Anh ơi, có thả cua không anh? Thả cua không? Cua bán nhiêu ký? Cua lấy anh 70.000 ký thôi. Rồi lấy đi, lấy đi, đi. Bây giờ đây. Bán không anh đây. Anh đã trả tiền là 2 ký tính cho anh 70 thôi. Rồi 70 140 thôi. Rồi. Hai xe luôn hả?
một xe thôi. Anh ơi, thế còn cái cá chạch kia mua giùm đi anh. Đây, 140 đúng không? Anh, còn cái cá chạch mua giùm nhá. Còn có ký hơn ký cá chạch à? Rồi rồi, đây đi, đây đi. 140 thối lại 60. Nè, 140 nè, có 140 lẻ nè. Còn có hơn ký hơn. 140. Dạ. Lấy tiền lẻ đi. Dạ. Em đi xe hơi. Em thì em đi xe hơi, em phải bỏ sạch xe nha. Rồi, cảm ơn anh nhá. Thôi để em lấy tiền nha. Đủ chưa? Đúng rồi đây. Rồi đi lắp nổ rồi. Nha. Rồi. 140 tiền thua nha. Rồi ok. Anh ơi còn ít này cho nó đi đi, chở tội lắm. Có rất nhiều à. Có cả nhà thấy ra ngoài chợ mà thấy ai cũng gỡ tiền vậy á. Bởi vì gỡ ít quá không phải bù lỗ hoài luôn á cả nhà. Anh chịu của anh ơi. 217 đến 210. Rồi rồi rồi. Gặp. Cua nữa nè. Ấy được. Có cái vẻ trọng á, có cái khăn trọng á. Ấy được. Nãy có cái xăng vàng vàng á. Cái bà cỏ vô luôn nha. Dạ em cảm ơn nha. Rồi. Đó quý vị có chuyển khoản hay chuyển nhiều nhiều giùm con mang ơn nha. Chuyển ít quá công đủ thứ tiền chi phí á cả nhà. Cái này ớt nè, cái cá chép bầu nè, cua nè, cá lóc nè, cá chạch nè. Rồi. Rồi cái gì bán nhớ niệm Phật nha. Rồi cảm ơn nha. Có tiền rồi đúng không? Chưa. Chưa nó chết cha rồi. Cả nhà thiếu tiền rồi. Âm vốn luôn rồi. Anh đi ra thật. Rồi hai cầu nguyện cho Quốc Thái Văn An nha. Tổ tiên bảo cảm ơn nha. Cảm ơn anh. Rồi chiều đây. Rồi đổi nghề đi nha. Dạ. Chiều nay chuyển nghề đi với Phật. Rồi tối bán không hết chiều đi thả hết đi. Rồi bán hết chiều tự đi thả. Ai Di Đà Phật, cảm ơn nhiều. Ai Di Đà Phật. Nói nghe nè chị, tột gì đó có ngập không? Không, không ngập anh. Rồi. Nhớ hết số tiền chưa Di Đà Phật? 620, giá này là không là 620. Rồi. Anh ơi, cái này 12 ký rưỡi là con 12 ký đi. Gia đình mình tự hùng thuốc thả đi, con đi bỏ công con thả giùm cho gia đình Ai Di Đà Phật. Đúng không ạ? Làm cho con cháu mình hưởng không? Bà tổ tiên mình hưởng chứ ai hưởng? Rồi, vừa làm vừa niệm Phật nha. Niệm Phật cho quý vị đó nghe nha, Di Phật. Dạ. Đấy, cá chạch đấy. Đó, đó là thánh nữ cá chạch. Nên kia là cái gì đó, đó thánh nữ Bồ Tát đó, cứu độ đó. Đó là năng nỉ Bồ Tát đó, Bồ Tát đó, Bồ Tát đó cứu cá chạch đó. Con không có đủ tiền. Thiệt. Đó giờ quý Mạnh Thường Quân là trên thế giới có nghe được thì chuyển khoản cho con thì may ra con ủng hộ cho quý vị. Chứ giờ con nhận ít quá thì con thả ít. Khi nào con nhận nhiều con mới thả nhiều được. Con không đủ tiền nè, Di Đà Phật. Đó qua nói Bồ Tát này nè. Đây Bồ Tát này gửi phóng sanh nè. Dạ con cảm ơn. Đại diện gia đình cảm ơn nhiều lắm nha. Bây giờ rồi hồi hướng công đức cực lạc cho quý vị. Ông bà tổ tiên mình gửi bình an. Gia đạo bình an luôn nha. Đúng rồi, mượn mấy cái thùng mình lát ra con trả cho nha Di Đà Phật. Không có mượn cho luôn. À vào vào xe thui vậy rộng rãi vậy. Em còn ít lượng thả nốt thì em đi em. Hết tiền rồi. Kết thúc chương trình. Có gỡ thả à. Thì con thả giùm rồi. Vừa bán vừa niệm Phật nha. 1.340.000. Bung lên đây nè. Bung lên đây cho anh lấy cho nè. Cái chiếc màu bơm oxy cho em nha. Dạ dạ. Bung lên đây anh đi anh thả này. Con xanh có muốn hồi hướng trai không anh Di Phật? À, hồi hướng cho ba đi. Dạ. Yeah. Mắt. Dạ. Hai con này à. Rồi con về nhà con phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha. Đi dạy đi con. Nha, đi học nghe lời thầy cô giáo dạy nha. Đừng có đi với người lạ nha con. Anh Di Đà Phật. Rồi đừng có làm ba mẹ buồn nha. Con cần xanh để hai. Con có thương ba mẹ không? Ừ, đồ thay á. À, nó mê cả rồi. Không có xây nha, vậy là không có xây nha.
nào yếu yếu lấy hết đi nha. Dạ, dạ. Không có bỏ lại con nào hết. Dạ, dạ, dạ. Ai gì đẹp phục, ai gì đẹp phục. Bỏ đây này, bỏ xô này vô. Bỏ về môi trường 40 luôn. 10.000 năm ra chưa tiêu hủy được cái bao nhiêu lông đó thôi. Hồi xưa nhà bán thủy hải sản mà giờ không bán nữa. Phá sản rồi, gia đình bị thần kinh rồi, nhiều người bị chết oan ức tức tử quá, đổi nghề. Dạ, 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 cảm ơn nhiều. 460. Rồi. Rồi. Rồi, chúc sức khỏe gia đình quý vị. Đây, đây đủ nhân viên hay mời cả nhà theo chân của chúng con đi phóng sanh nha cả nhà. Nếu cả nhà có nhu cầu phóng sanh thì cứ chuyển tài khoản cho con nha. A Di Đà Phật. Mọi người chuyển tài khoản cho con rồi con phóng sanh cho, nếu không có điều kiện nha cả nhà. A Di Đà Phật. Cái này bán nhiêu ký vậy chị? Cá lóc à? Cá lóc thì em bán người ta 75.000, anh đến lại em lấy 70. Còn cá rô thì em tính anh 55.000. Còn ếch thì em tính anh 60. Cá lóc còn nhiêu ký? Cá lóc à, chắc còn là rồi lấy hết đi vậy Phật. Dạ, có cả cá chép này anh. Thả cá rô luôn nha anh. Thả cá rô không? Hay là thả? Trong tính này đã gì với tiền đó đi, không sợ không đủ tiền anh vậy Phật. Đây gì là Phật. Đây là Phật. Đang sợ không đủ tiền. Khỏe lắm. Có nhiều bầu à. Không sợ không đủ tiền. Có ai giỏi thì nhận. Dạ phóng sanh anh về em mở kênh YouTube phóng sinh coi là có gặp. Dạ, được không? Vì họ em gửi mới cá anh phóng sinh luôn nha. Dạ được. Đồng cá này. Vô con đồng đồng đó. Rồi chị này phóng sanh mình có muốn hồi hướng chay không? Đấy, em. Dạ. Có cá này nè, cá sạch. Sanh muốn hồi hướng chay không? À. Cá đấy là em cứ phóng sanh thôi. À, cá đấy rất okay. Cầu không á. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng. Chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bằng sanh. Chúng sanh sẽ tạo chi ác nghiệp do vô thủy tham sân si cùng thân ngữ ý chi sở sanh. Nhất thiết chúng sanh về sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói tất cả chúng sanh ở 10 phương thế giới niệm Phật cho đến khi thành Phật đều đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sanh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây cùng tất cả những chúng sanh khổ nạn ở những tầng không gian khác, kính nguyện tất cả chư vị hướng về Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Ta bà là cõi khổ, cực lạc mới là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả những phiền não, tham, sân, si mà phát tâm niệm Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. Nguyện hồi hướng cho tất cả hư không pháp giới chúng sanh. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh ai hãy nghe được khởi phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, gia đạo bình an, A Di Đà Phật. Hồi hướng tất cả chúng sanh khổ nạn nhân tình không gian khác nhé. Rồi quý vị về nhà gắng hiếu dưỡng cha mẹ nha, giúp đỡ lợi cho chúng sanh nha, giúp đỡ cho người già và trẻ em nha, A Di Đà Phật. Rồi mọi người có thể cùng con niệm Phật cầu cho quốc thái dân an.
con xin ngài hãy cùng con niệm Phật cầu cho quốc thái dân an. A Di Đà Phật. Đây. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, gắng niệm Phật đi. Làm Phật làm Bồ Tát với lại Ta Bà cứu độ chúng sanh nghe con. Đây con, A Di Đà Phật rồi, hay quá. Rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ từ thôi. Nghiêng thấp thấp xuống mà mới nhảy xuống bằng đao sao con. Đó. Rồi, A Di Đà Phật, về nhà với ba mẹ nha. Đừng đi người lạ nha con. Phật rồi, con chuột đi học phải nghe lời ba, nghe lời thầy cô giáo nè. Ở nhà cái he là ông bà cha mẹ đừng làm cho ông bà cha mẹ buồn không? Không có để thách thách nó ngang đàn không? Đó. Rồi cảm ơn Bồ Tát rất nhiều Di Phật. Hết chưa? Rồi đi rửa tay đi Di Phật. Sám hối Bồ Tát Ma Tát.